về tài liệu thì chúng tôi cũng đã in gửi đến các vị đại biểu dự tại hội nghị. Do vậy, tôi xin phép được trình bày báo cáo rút gọn tại hội nghị. Kính thưa các vị đại biểu, thực hiện kế hoạch liên tịch số 29 ngày 21 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thủy Xuân về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2013 bàn việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh và kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2012. Sau một năm tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân và tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong năm qua phường ta đã đạt được những kết quả như sau. Thứ nhất, về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng ủy phường đã có nghị quyết lãnh đạo thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2012. Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân phường khóa 8 cũng đã ra nghị quyết về các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2012. Các nội dung của nghị quyết đã được Ủy ban dân phường cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch công tác, tập trung giải quyết những ý kiến kiến nghị của nhân dân, đặc biệt là việc những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban dân phường. Ủy ban phường cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc của phường gắn việc thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân của năm 2012 với các phong trào như phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội về tổng vệ sinh vào sáng thứ bảy hàng tuần. Những phong trào trên đã thúc đẩy cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển sâu rộng xuống các tổ dân phố, từ đó góp phần thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của phường, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Về kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, về xây dựng đời sống văn hóa, với 6 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các nội dung tiêu chí quy ước của tổ dân phố đã xây dựng phấn đấu thực hiện qua bình xét tại tổ dân phố và khu dân cư đã có 31/41 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ là 77%. Có một khu dân cư của phường chúng ta, có khu dân cư số 2 đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có 1.778/2.008 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2012 với tỷ lệ đạt là 88%. Tiêu biểu là các gia đình như gia đình bà Đỗ Thị Thục ở 25 Hàng Chiếu, gia đình ông Vũ Thế Thủy ở 80 Hàng Chiếu, gia đình bà Vũ Ngọc Trâm ở 15 Đồng Xuân, gia đình ông Nguyễn Hữu Mô ở 60 Hàng Giấy, gia đình ông Thái Nguyên Bền ở 27 Hàng Giấy, gia đình ông Tưởng Thế Hùng ở 34 phố Hàng Đầu, gia đình ông Hà Văn Kính ở 12 phố Nguyễn Thị Thuật và rất nhiều các gia đình tiêu biểu khác. Về thực hiện công tác dân số, về cơ bản phường cũng đã thực hiện tốt 3 mục tiêu dân số, đã hạn chế được số người sinh con thứ 3 so với năm trước, đã tổ chức tốt các hoạt động hè, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, vui Tết Trung thu cho trẻ em từ quận tới phường tại các khu dân cư đã thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn của phường. Phong trào văn hóa văn nghệ, hoạt động của các câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ văn hóa trẻ được duy trì với nhiều nội dung hoạt động phong phú. Hoạt động câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời, câu lạc bộ cờ tướng được duy trì. Phường cũng đã tổ chức hội khỏe năm 2012, có 6 đơn vị trên địa bàn tham gia với trên 200 vận động viên là cán bộ nhân dân trong phường tham gia và các đơn vị trên địa bàn phường tham gia thi đấu. Phường cũng đã tham gia các cái giải chạy báo Hà Nội mới, hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ, hội khỏe cùng văn hóa thể thao Long Biên và các hoạt động văn hóa văn nghệ khác mà phường tổ chức. Hoạt động tham gia phường chúng ta tham gia đều đạt được giải cao. Đã tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quyết định 07 ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Qua đó đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động. Các đám cưới, đám tang được tổ chức theo nếp sống mới, không phô trương hình thức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Phong trào thi đua người tốt việc tốt được các tổ chức đoàn thể triển khai với nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, tạo ra sức mạnh đồng bộ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Về giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đã hỗ trợ giúp đỡ các gia đình làm kinh tế, cải thiện đời sống. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp cùng với hội phụ nữ triển khai dự án vay vốn từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền là trên 5 tỷ đồng. Do vậy đã giải quyết được trong 106 hộ nghèo và cận nghèo được vay với số tiền là 1.655.000.000 đồng, đã giúp 182 hộ gia đình được vay trên tổng số tiền vốn là 3.480.000.000 đồng từ quỹ giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tổ chức cho vay là học sinh, sinh viên với 2 trường hợp bằng 40.000.000 đồng, đã giải quyết cho 9 hộ gia đình vay 145.000.000 đồng từ nguồn quỹ người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra, hội phụ nữ phường còn tổ chức 18 nhóm phụ nữ tiết kiệm
tương trợ với 223 chị em tham gia với tổng số tiền là 613 triệu đồng để kinh doanh tạo điều kiện tăng thu nhập cho gia đình. Những việc làm đó đã góp phần làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo địa phương trong năm 2012. Về phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, hoạt động nhân đạo từ thiện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được cán bộ và nhân dân trong phường hưởng ứng tích cực, thể hiện rõ nét qua các đợt vận động ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ người cao tuổi. Toàn phường chúng ta đã đạt trên 273 triệu đồng. Đã triển khai thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa trong năm 2012, nhân dịp Tết Nguyên đán đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ, phường đã thăm và tặng 160 xuất quà tới các gia đình liệt sĩ thương binh, tặng 23 sổ tiết kiệm hỗ trợ sửa chữa một nhà chính sách, tổ chức khám bệnh, tặng thuốc cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền là trên 115 triệu đồng. Đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ của phường tặng 37 xuất quà cho 37 hộ nghèo, 25 hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, 3 người tàn tật nhân dịp Tết Nguyên đán, thăm hỏi tặng quà 28 người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày người tàn tật Việt Nam. Phường cũng đã trích quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo trợ cấp thường xuyên cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo với tổng số tiền là trên 38 triệu đồng. Tiêu biểu cho hoạt động nhân đạo từ thiện là Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, là sư thầy chủ trì quán chùa Việt Thiên, là bà Vũ Thị Thục ở 25 Hàng Chiếu, là ông Nguyễn Xuân Hồng ở 46 Hàng Quan và rất nhiều tấm gương quân tử khác. Về đoàn kết, phát huy dân chủ và giữ gìn kỷ cương, Ủy ban nhân dân phường đã nghiêm túc thực hiện việc công khai tài chính, công khai thuế, thu chi các quỹ do các cơ quan, đơn vị và nhân dân đóng góp, các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác để tạo thuận lợi cho việc giám sát của nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào hộ tự phòng, số nhà tự quản được nhân dân hưởng ứng tham gia. Các tổ dân phố đã kết hợp với các đồng chí cảnh sát khu vực và các tổ hòa giải ở các khu dân cư hòa giải có kết quả 87,5% số vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội cũng đã có nhiều gương điển hình của lực lượng công an, của tình nguyện viên, của các hội viên hội cựu chiến binh, hội phụ nữ đã tham gia trực tiếp giáo dục, tư vấn và giúp đỡ 21 người mắc nghiện, trong đó có 14 người chưa tái nghiện, 3 người sau 3 năm không tái nghiện. Chính quyền phường đã quan tâm tạo việc làm cho 3 người đi cai nghiện về có công ăn việc làm ở địa phương, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ B93. Qua phong trào đã có 15 tập thể, 63 cá nhân đạt nhiều thành tích được quận và phường biểu dương khen ngợi. Trong năm 2012, thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc thu hồi đất trong chỉ giới khuôn viên bảo vệ di tích tại quán chùa Huyền Thiên, Ủy ban dân phường cũng đã phối hợp cùng với ban bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của quận cùng với khu dân cư số 8 tuyên truyền vận động 13 chủ sử dụng đất đã nhận tiền bồi thường, nhận nhà tái định cư và tiến hành bàn giao mặt bằng cho ban quản lý phố cổ để tiến hành tôn tạo sửa chữa theo tiến độ thời gian yêu cầu. Về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, năm 2012 tiếp tục thực hiện kế hoạch 84 của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm về lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhân dân đã tích cực hơn trong việc tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chung, đã hạn chế phần nào việc đổ rác ra đường phố và nơi công cộng. Các tổ dân phố đã phối hợp với cảnh sát khu vực tiến hành ký cam kết thực hiện các quy định về trật tự đô thị, về vệ sinh môi trường, về trật tự an toàn giao thông. Đối với các hộ kinh doanh và các hộ gia đình, các lực lượng chức năng của phường cũng đã tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm. Các hoạt động nêu trên đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo nhân dân trong phường. Việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên các tuyến phố có nhiều chuyển biến, trật tự và gọn gàng hơn, nhân dân đã tự giác chấp hành hơn. Ủy ban phường cũng đã đăng ký với Ủy ban nhân dân quận lấy tuyến phố Hàng Chiếu làm tuyến phố trọng điểm để thực hiện việc chuyển biến về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Sau một thời gian tổ chức thực hiện, cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt, được cán bộ cơ sở, nhân dân và các hộ kinh doanh đồng tình ủng hộ và cũng được Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đánh giá ghi nhận. Phong trào tổng vệ sinh theo chỉ thị 04 của Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã được ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của phường duy trì. Các điểm tồn tại về vệ sinh môi trường trên địa bàn được tập trung kiểm tra xử lý, đồng thời triển khai lắp đặt bổ sung các thùng rác lưu động và cố định tại địa bàn công cộng. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, Ủy ban nhân dân và công an phường cũng đã tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Với kết quả xử lý trong năm 2012, chúng ta đã xử phạt 4.492 trường hợp vi phạm với số tiền là gần 2 tỷ đồng. Báo cáo với các bác đồng chí là riêng về công tác xử phạt của phường Đồng Xuân chúng ta của công an phường luôn là dẫn đầu của quận Kiến, và thậm chí một phường của chúng ta cũng bằng một quận huyện khác của tỉnh Bạc. Và các bác như vậy là công tác xử phạt
nhưng chúng ta cũng hết sức là quan trọng bên cạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân về chăm lo sự nghiệp giáo dục. Nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân của phường năm trước, hội khuyến học của phường cũng đã triển khai vận động các khu dân cư xây dựng quỹ khuyến học, trích quỹ khuyến học mua tặng phẩm khen thưởng cho 484 cháu học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Đã tổ chức triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục ba cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Với những biện pháp đã triển khai, toàn phường chúng ta đã có 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường, các tổ dân phố luôn được quan tâm kiện toàn, củng cố, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung họp giao ban tại các khu dân cư hàng tháng đã được quan tâm đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, cập nhật kịp thời các ý kiến kiến nghị của nhân dân, phản ánh về Ủy ban nhân dân phường để xử lý và giải quyết ngay những việc thuộc thẩm quyền. Đồng thời để Ủy ban dân phường báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Ủy ban dân quận những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ủy ban dân phường. Nhiều tổ dân phố cũng đã chủ động họp bàn với nhân dân trong tổ để giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh, tạo sự đoàn kết xóm giềng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Ủy ban phường cũng đã tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, đề ra nhiều biện pháp để nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong phường, phân công cán bộ công chức phường theo dõi các tổ dân phố và tham dự giao ban hàng tháng tại khu dân cư. Qua đó đã nắm bắt tình hình và tăng cường mối quan hệ giữa ủy ban phường với các tổ dân phố. Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của ủy ban nhân dân phường đã tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, minh bạch. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đã phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân giám sát xây dựng chính quyền, đã tạo được sự gắn bó giữa chính quyền phường với nhân dân. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau một năm thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2012 về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và văn minh đô thị, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ, khu dân cư và ban công tác mặt trận, với tinh thần trách nhiệm của các đồng chí tổ trưởng, tổ phó dân phố, các đồng chí cảnh sát khu vực, đặc biệt là sự tham gia ủng hộ tích cực, nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn phường trong việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2012. Các chương trình hành động, các chỉ tiêu đề ra đã được triển khai nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Nhân dân và cán bộ trong phường đã phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo đà quan trọng cho việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012 của phường. Do vậy, nhân dân và cán bộ phường Đồng Xuân cuối năm 2012 vừa qua đã được Ủy ban nhân dân quận đánh giá, ghi nhận là tập thể lao động tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhân dịp này cho phép tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền phường xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của các bác, các đồng chí cán bộ cơ sở và đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của nhân dân trên địa bàn phường đã đóng góp một phần rất là lớn vào thành tích chung của phường trong năm qua. Một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo phường, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và xin đề nghị quý vị chúng ta dành tặng kính thưa các vị đại biểu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong một năm triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2012, chúng ta cũng còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Đó là một bộ phận nhân dân chưa tích cực hưởng ứng tham gia, do vậy phong trào chưa thực sự đi sâu vào từng số nhà và từng tổ dân phố. Các tổ dân phố mặc dù đã xây dựng quy ước nhưng việc thực hiện chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Thứ hai là hoạt động của các ban vận động ở khu dân cư chưa đồng đều. Một số ban vận động khu dân cư chưa chủ động tích cực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và các nội dung của cuộc vận động nên kết quả phần nào còn hạn chế. Thứ ba là mặc dù công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông của phường đã có nhiều chuyển biến tiến bộ nhưng chưa bền vững. Còn một số người dân, nhất là các hộ kinh doanh chưa tự giác chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời bên cạnh đó, việc xử lý của các lực lượng làm nhiệm vụ đối các vi phạm có lúc có nơi còn chưa cương quyết. Nên tình trạng vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vứt rác, đổ rác không đúng giờ và nơi quy định còn diễn ra. Một vài tổ công tác giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở khu dân cư hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Một số cơ quan đơn vị trên địa bàn phường cũng chưa tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào của địa phương, mặc dù cũng đã được chúng ta tuyên truyền vận động. Về công tác dân số và hóa gia đình, mặc dù cũng đã có nhiều chuyển biến, song vẫn còn có trường hợp sinh con thứ ba, và trong đó chúng ta vẫn còn có trường hợp là KT2D sinh con thứ ba, nghĩa là trường hợp này thực ra là
rất là khó kiểm soát của các đồng chí như vậy. Kính thưa các quý vị đại biểu, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện cuộc vận động năm 2012, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường xây dựng chương trình hành động từ nay đến hết năm 2013 như sau. Thứ nhất, về xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục tuyên truyền về một nét ứng xử văn hóa của người dân khu phố cổ, đặc biệt coi trọng việc xây dựng nếp sống văn hóa trong từng gia đình, từng tổ dân phố và cơ quan trường học trên địa bàn phường. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, văn minh hội họp, văn minh trong tiếp dân của cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Nhân dân phường, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, nâng cao chất lượng việc xây dựng các danh hiệu văn hóa. Phấn đấu trong năm 2013, chúng ta có trên 85% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 77% số tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế phường, duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, thực hiện tốt 3 mục tiêu dân số, phấn đấu hạn chế số người sinh con thứ ba.